mình view cái tiến độ của cái chung cư Heritage Vương Tích năm Soho, khi mà đường của thi công áp dụng đường công của Lạc Long Quân này. Mình nhận cái mối chuyện trong đường Lạc Long Quân. Và đây là xây dựng lên tầng 4, 6, 8, 10, 12, 13. Như vậy là đang xây dựng lên tầng 13. Tiến độ rất là nhanh cho thời điểm là bây giờ là sau Tết vài ngày. Chủ đầu tư Capital Land Singapore, Hồ Đức, Việt Nam. Đang đứng ở mặt đường võ, mặt đường Lạc Long Quân, võ 607 đồng tiền 677 và 675 Lạc Long Quân. Xung quanh của cái trung cư này đều là các mặt đường rất lớn, cây xanh nhiều và mặt tiền đi lại rất là đẹp. Phần đường chính, đường huyết mạch của cái thành phố Hà Nội này, song song với đường Võ Trí Công đi vào trung tâm thành phố Hà Nội và đi sang các vùng lân cận, như đi đường quận Tây Hồ, quận Hoàn Kiếm, quận Bắc Từ Liêm, Nam Đông Anh, trung tâm thành phố Hà Nội rất là nhanh, thuận tiện. Nó sẽ có 4 tầng hầm, chúng tôi sẽ xây dựng 4 tầng hầm và 25 tầng nổi, tầng 25 là tầng tiện ích, rất nhiều tiện ích trên mái, mái có cả bể bơi, rooftop cà phê, quầy bar, rooftop bar, rooftop cà phê. Tổng diện tích của cái khu đất là 90m2, có 3 tòa nhà chính và ở tiếp theo Soho là cái căn hộ văn phòng để ở. Văn phòng nhỏ và các căn hộ để ở lâu dài, căn hộ ở lâu dài đang nằm trên mặt đường Lạc Long Quân này. Đây, tầng lưu đang xây được tầng 13 mới đủ. Đường Lạc Long Quân này rất là tấp nập, nhiều phương tiện đi lại, ở đây kinh doanh thực sự rất là tốt. Đây rất là nhiều các hàng quán kinh doanh nhỏ lẻ và quán ăn rất là nhiều. Đường du vực thì là chỗ cái vòng xuyến của đường Nguyễn Hồng Tôn đi ra phần cửa ngõ của Hồ Tây. Đây, chủ đầu tư đang ra mắt cái tòa căn hộ Office Soho đấy, là căn hộ Office Home vừa là văn phòng vừa để ở, nó là hướng ra Lotte. Xe ở đối diện bên cạnh của cái tòa chung cư này, giá bán từ 60 triệu và khách hàng sẽ đặt cọc 100 triệu, trong đó là ký hợp đồng thuê với chủ đầu tư.
À, mình sẽ di chuyển sang chỗ Lotte. Tenemos